Từ xa xưa, kim cương luôn giành được sự ngưỡng mộ và khao khát của nhân loại, và cũng vì thế những viên đá quý danh giá luôn được bao phủ bởi những huyền thoại thế gian. Với sắc xanh cực kỳ hiếm gặp, viên kim cương có tên Hốp, nặng tới 112 carat lúc được tìm thấy, đã trải qua một lịch sử thăng trầm, bị ám ảnh bởi một lời nguyền chết chóc, không giống như tên gọi hy vọng. Viên kim cương Hốp khiến người ta khi nhắc về nó, không chỉ là nhắc tới vẻ đẹp mê hồn, mà còn là lời nguyền bí ẩn, khiến bất cứ ai sở hữu nó cũng sẽ sớm liền đời. Đó là một viên kim cương lớn, nặng khoảng 9,104 gram, với màu xanh thẫm của nước biển, tỏa ra một chút ánh sáng lân quang, khi được chiếu tia cực tím. Hiện tại Hốp đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington, D.C., Mỹ. Tuy nhiên, nguồn gốc và hành trình để nó đến được đây thì là cả một câu chuyện dài và ly kỳ. Theo truyền thuyết thì kim cương Hốp bắt nguồn từ Ấn Độ, nằm trong trán của một bức tượng thần Hindu nổi tiếng, sau đó bị một tên trộm lấy đi. Không may cho hắn, viên kim cương được bảo vệ bởi một lời nguyền mạnh mẽ. Tên trộm trải qua cái chết đau đớn, viên kim cương không rõ bằng cách nào sau này được phát hiện ở mỏ Golconda, từng là một trong những mỏ kim cương ít ỏi trên thế giới, nơi cung cấp những viên lớn nhất. Viên kim cương Hốp đá ở đây khi nhà buôn đá quý nhà thám hiểm người Pháp Jean-Baptiste Tavernier giành được quyền sở hữu nó vào thế kỷ 17. Đó cũng là lúc ông chuốc lấy lời nguyền quái quỷ và ốm nặng. Không lâu sau, Tavernier mang viên đá quý từ Ấn Độ về Pháp và bán cho vua Louis XIV vào năm 1673. Nhưng tai ương vẫn chưa rời bỏ ông. Nhà thám hiểm đột tử không rõ nguyên nhân, trong chuyến đi tới Nga, xác ông bị bầy sói xé nát trong rừng. Sau cái chết của Tavernier, nhiều tin đồn dấy lên, cho rằng ông đã lấy cắp viên kim cương xanh này bằng cách móc nó ra từ mắt của bức tượng thần Shiva tại Ấn Độ, vì vậy nó sẽ gây tai họa cho bất cứ ai liên quan. Cũng từ sau cái chết của Tavernier, lời nguyền của viên kim cương bắt đầu ứng nghiệm và kéo dài danh sách nạn nhân. Nạn nhân thứ hai chính là vua Pháp Louis XIV. Sau khi mua viên kim cương, nhà vua đã cho mài cắt lại nó, hạ sai xuống còn 67 carat và gọi báu vật của mình là viên kim cương xanh của vương miện. Không lâu sau, nhà vua qua đời do chứng hoại tử, và tất cả các con của ông, chỉ ngoại trừ một người đều chết yểu. Trong thời gian trị vì, một quan cố vấn của nhà vua từng vinh dự được mang viên kim cương, sau đó cũng tự dưng thất sủng và bị cầm tù. Viên kim cương được truyền lại cho vua Pháp Louis XV vào năm 1749. Nhà vua dùng báu vật này gắn lên một chiếc khuyên lớn, được gọi là huân chương hiệp sĩ. Vua Louis XV dường như thoát khỏi lời nguyền, nhưng những người khác có được viên kim cương Hốp sau đó thì không may mắn như vậy. Cả vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette, những người được thừa kế viên kim cương, đều chết thảm trên đoạn đầu đài. Trong cuộc cách mạng Pháp, công chúa Lambo bị đám đông đánh tới chết, rồi chặt đầu treo trên giám. Điều trùng hợp là khi còn trong nhung lụa, công chúa thường đeo viên kim cương ám ảnh này. Kim cương Hốp sau đó bị đánh cắp vào năm 1792 và biến mất trong nhiều thập kỷ, cho đến khi nó tái xuất hiện đầy bí ẩn vào năm 1812, thuộc sở hữu của một nhà buôn kim cương ở London, tên là Daniel Eliason. Viên kim cương này nhỏ hơn một chút so với viên mất tích, nhưng nó vẫn mang sắc xanh trong suốt kỳ lạ đó, và được cho là đã bị mài cắt thêm để che giấu những vết xước. Nhưng bằng cách nào mà viên đá quý đến được tay Eliason thì vẫn không ai rõ. Sau khi tái xuất, viên kim cương lại tiếp tục chuỗi hành trình tai họa. Đầu tiên, viên đá được vua Anh George IV mua, sau đó bán lại cho gia đình quý tộc giàu có Henry Philip Hope. Từ thời điểm này, viên kim cương được mang tên Hope, theo họ của nhà quý tộc. Năm 1887, gia đình Philip Hope phá sản, và năm 1901 phải bán lại viên kim cương cho Francis Hope. Người này sau khi sở hữu viên đá đã nướng khối gia tài khổng lồ vào bài bạc, còn người vợ thì bỏ theo nhân tình. Hành trình gieo rắc xui xẻo của viên kim cương Hốp lại tiếp tục.
khi viên đá được công ty trang sức Sun và Company của nhà buôn trang sức Joseph Frankel ở New York mua lại. Công ty này cũng nhanh chóng rơi vào khó khăn tài chính. Trong cuộc suy thoái có tên gọi cuộc hoảng loạn của các chủ nhà băng vào năm 1907 và phải bán lại viên đá, hốt tiếp tục qua tay nhiều người, nhưng đều mang tới tai ương, bất hạnh và cái chết ở bất cứ nơi đâu nó đến. Nhà kim hoàn người Hà Lan Wilhelm Fohr bị giết hại dã man bởi chính con trai ông, một chủ sở hữu người Hy Lạp tên là Simon Maunkerai, đã lao xe khỏi vách đá và chết thảm cùng cả gia đình. Khi chưa kịp thực hiện ý định gọt rũa lại viên kim cương, một chủ nhân khác là Jacques Collet thì tự tử. Hoàng tử Nga Ivan Kanditovitsky thì bị sát hại, người vợ lẽ của vua Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ Abdul Hamid. Nhận được quà tặng là viên kim cương hốt, nhưng đã bị giết chết bởi chính nhà vua. Cuối cùng kim cương hốt được nhà kim hoàn danh tiếng người Pháp Pierre Cartier mua. Lúc này nó đã khét tiếng gây ra những cái chết bí ẩn hoặc kết cục bi thảm cho chủ nhân dù người đó là ai. Cartier quảng bá viên kim cương là một vật báu bị nguyền rủa, và một người mua đá bất ngờ xuất hiện, đó là tiểu thư Evalyn Watts Marlin, người thừa kế cực kỳ giàu có ở New York, vốn tin rằng cô có quyền lực biến đổi vận báu mang điểm gở thành một viên kim cương may mắn, mang lại danh tiếng và tiền bạc. Nóng lòng muốn khám phá năng lực mới của bản thân, Marlin thường đeo viên kim cương để phô trương khi đi dạo quanh thành phố. Là một tiểu thư khá lập dị và chịu chơi, cô thậm chí còn đeo viên kim cương trên cổ chú chó cưng, hoặc giấu nó trong buổi tiệc và tổ chức một cuộc thi tìm kiếm dành cho các khách mời. Nhưng quyền lực rũ bỏ điểm gở của Marlin đã thất bại thảm hại. Cô sớm đối mặt với lời nguyền khủng khiếp, lần lượt mẹ chồng, người con trai mới 9 tuổi của cô, tử vong trong tai nạn xe hơi, con gái nghiện ma túy và chết vì sốc thuốc năm 25 tuổi. Chồng Marlin bỏ đi với nhân tình, còn bản thân cô thì cuối cùng phải bán tờ báo Washington Post, rồi chết trong nợ nần chồng chất vào năm 1947, 11 năm sau đó. Hốt rơi vào tay một người buôn đá quý tên là Henry Winston. Ông này đã mang viên kim cương đi khắp nước Mỹ, từ năm 1949 đến 1953. Trước khi tặng lại báu vật cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington DC vào năm 1958. Những tưởng lời nguyền đã kết thúc, nhưng James Todd, người vận chuyển viên kim cương đến bảo tàng, vẫn gặp vận rủi khi chân ông bị nghiến nát trong vụ tai nạn xe tải nghiêm trọng xảy ra sau khi giao viên kim cương. Vợ Winston qua đời vì trụy tim, và căn nhà ông ở thì bị hỏa hoạn thiêu rụi. Sau khi viên kim cương nằm yên ổn trong bảo tàng, nó dường như không gây ra thêm rắc rối nào nữa. Viện bảo tàng Smithsonian trưng bày hốt trong bộ sưu tập đá quý quốc gia, và cho tới nay, hàng năm vẫn được hàng triệu khách tham quan chiêm ngưỡng.